Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố triển khai xây dựng các cầu bộ hành kết nối với các nhà ga tuyến metro số 1 và các nhà ga có khoảng 1.500m² diện tích bãi giữ xe. Về hạ tầng kết nối xung quanh tuyến metro số 1, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố đang bắt đầu triển khai xây dựng các cầu bộ hành kết nối với 9 nhà ga bắc ngang qua xa lộ Hà Nội. Dự kiến cuối năm 2023, việc xây dựng các cầu bộ hành sẽ hoàn thành xong cùng với việc đưa tuyến metro số 1 vào khai thác. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố đã thiết kế cho các nhà ga có khoảng 1.500m² diện tích bãi giữ xe, có thể giữ được khoảng 500 xe máy. Đối với nhà ga ngầm trong nội đô thì không có bãi giữ xe vì Ban Quản lý dự án đã tính toán và nhận thấy tại khu trung tâm, người dân có thể tiếp cận nhà ga bằng đường bộ hành, xe buýt. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đang lập dự án đầu tư xây dựng tăng cường kết nối xe buýt cho tuyến metro số 1. Cụ thể, sẽ tiến hành xây dựng nhà chờ xe buýt, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ga bằng xe buýt. Về vấn đề cơ chế tài chính vận hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất bổ sung vốn điều lệ 268 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, công ty sẽ có kinh phí duy trì hoạt động, tuyển dụng thêm nhân viên vận hành các nhà ga, phục vụ công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ trong thời gian tới, đồng thời phục vụ công tác khai thác thử và sau đó là đi vào vận hành chính thức. Trước mặt các bạn đây là cầu bộ hành của ga công nghệ cao đã được thi công hơn một tháng nay. Đây là một trong 9 cầu bộ hành bắc ngang xa lộ Hà Nội tại 9 nhà ga trên cao. Các cây cầu này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, cùng thời điểm đưa metro số 1 đi vào khai thác. Giờ thì mời các nhà cùng xem.
tên là nhà ga Đại học Quốc gia. Ta thấy đã làm bãi đậu xe với diện tích 1.500 m², có thể chứa được 500 chiếc. Ngoài ra, nhà ga này hiện đang có cầu bộ hành cũ, nhưng tương lai sẽ có cầu bộ hành mới tương thích với nhà ga Metro. Cuối cùng là mời cả nhà tham quan một số cảnh tại hồ đá trong làng Đại học Thủ Đức. Là đẹp nha. Hồ đá, nhìn đá thiệt ha. Một khung cảnh na ná nhưng mà Đà Lạt có thời tiết là không được lạnh. Có con đường mòn xe chạy xuống kìa. Phải chạy vô chơi quá trời kìa. Câu cá bên đây nè. Ở đây không biết là chuẩn bị làm gì mà thấy đốt cây chết hết rồi nè.